Bệnh viện Phụ sản Hà Nội tự hào là đơn vị tổ chức hội nghị thường niên y học bào thai Việt Nam lần thứ nhất với chủ đề Bất thường tim bẩm sinh, từ chẩn đoán trước sinh đến can thiệp sau sinh, diễn ra trong 2 ngày 21 và 22 tháng 8 năm 2023 tại khách sạn DU Hà Nội, Việt Nam. Hội nghị bao gồm 13 bài báo cáo đến từ các chuyên gia đầu ngành y học bào thai và sản phụ khoa trong nước và quốc tế. Xin trân trọng giới thiệu giáo sư Olivier Raisky, trưởng khoa phẫu thuật tim mạch nhị Bệnh viện Necker. Giáo sư Olivier Raisky là giáo sư đại học kiêm bác sĩ bệnh viện tại Đại học Paris de Castel Sorbonne Paris Cité. Ông là trưởng khoa phẫu thuật tim mạch nhi tại Bệnh viện Đại học Necker và khoa phẫu thuật tim mạch Bệnh viện Georges Pompidou châu Âu. Các hoạt động lâm sàng của giáo sư Raisky tập trung về hỗ trợ tim nhân tạo, các bệnh lý tim phức tạp, bệnh van tim ở trẻ sơ sinh, giảm sản tim trái, teo phổi. Ông là tác giả của hơn 100 ấn phẩm trên các tạp chí và thường xuyên báo cáo về công trình của mình tại các hội nghị khoa học châu Âu và thế giới. Tại hội nghị lần này, giáo sư Olivier Raisky sẽ chia sẻ kiến thức về chủ đề phẫu thuật tim bẩm sinh trong giai đoạn sơ sinh.